No, okay, now today we're gonna learn unit 56 of 59. Yeah, Yes, 59. Okay. 59. What is the name of the lesson for today? The name of the lesson today is may I asking what you are reading? Okay, what is the main point in this video? Main point in this video talk about discussing reading material. Discussing reading material. Reading material. Okay. All right. Bob and Mr. Aaron have a conversation about book reading books. Okay. Now, okay, we will discover and discuss more about this. But first, we will read the transcript here. Okay. At first, I will be Mr. Aaron, and he will be Bob. Okay. Okay. Okay, are you ready? Yes. Okay, hello, Bob, dining alone. Paul and Marie went to get newspapers. Will you mind if I join you? Oh, please, stop. May I ask what you are reading? A history of the world. The bestseller. I'm very impressed. Reading nonfiction over lunch. I hear that it's a very difficult book. No, it's a pretty easy read. I can put it down actually. A real page turner, huh? Do you think I could borrow it when you're done? Sure. I usually prefer fiction myself. You know, thrillers, mysteries. There's nothing like curling up with a good science fiction novel, is there? Okay, curling up, okay. You read science fiction too? Don't tell anyone. Are you learning a lot from your book? Yeah, I think so. So tell me what you're reading about right now. This part is about Great Britain. Really? Do you mind if I take a look? Sure, I hate when I read comics. Thus, I can't understand why you can't put the book down. Do you think that I can borrow it then? I still read this one, but I have another one I can learn. I mean this one. Oh, help yourself. Okay, all right. Now, okay, one more thing. I want you to be Mr. Aaron, and I will be Bob. Okay. Now, here we go. You first. Okay. Hello, Bob. Dying alone. Dining alone. Dining alone. Dining. Dining. Okay, dining alone. Dining alone. Paul and Marie went to get newspapers. Do you mind if I join you? Oh, please sit down. May I ask what you are reading? The history of the world. The bestseller. I'm very impressed. Reading North Basin over lunch. I hear that it's a very difficult book. Oh no, it's a very easy read. I can put it down actually. A real page turner, huh? Do you think I could borrow when you're done? Sure. I usually prefer fiction myself. You know, thriller, mysteries.
There is nothing like curling up with a good giant cushion over there. You read science fiction too? Don't tell anyone. Are you learning a lot from your book? Oh, yes, I think so. So tell me what you are reading right now. This part is about Great Britain. Would you mind if I take a look? Zero heads when I read comics. Then I can understand why you can put the book down. Do you think that I can borrow it then? I'm still reading this one. Let's have another one I can know you. I mean this one. Oh, have the cell. Okay, that's good. The pronunciation is quite good now. Do you have any new words in this lesson? New words, yes. Non-fiction. Non-fiction, phi hư cấu, nó gọi là cái gì nhỉ? Là không hư cấu đó. Tuy nhiên là fiction là science fiction, đó là khoa học viễn tưởng. Science fiction, khoa học viễn tưởng. Cái non-fiction đó, nó là phi viễn tưởng, là phi hư cấu. Ok. Phi hư cấu. Tiếp theo là từ page turner. Page turner. I think this is the name of the book. I think so, because I search on the dictionary, it has no meaning. It's nonsense. I think that. Cái gì ạ? Anh nghĩ là nó là một cái cuốn sách, cái tựa đề của nó là cái đó như vậy. Chứ còn page turner cũng không có cái ý nghĩa gì cả. Một cuốn sách gì đó mà ông Ennis Davis mong đoán rằng là cái chuyện tình cảm, nó tên là page turner hay gì đó mà ông Ennis Davis ông đoán thôi. Chứ không phải là nó có là cái nghĩa gì cả. Rồi. Thriller là gì? Em tra chưa? Thriller. Là gì? Em tra từ này chuyện giật gân. Không, em dịch em trả chuyện giật gân huyền bí. Kinh dị. Kinh dị. Đâu, từ không phải kinh dị đâu. Thriller là kinh dị đó. Kinh dị nhỉ? Em cha không có nghĩa đấy nhỉ? Có mà. Mystery là bí ẩn. Thân mình đã không? Tôi luôn luôn tiểu thuyết hư cấu. À, cái từ cái cụm từ fiction myself dịch là gì ạ? Tức là I usually prefer fiction myself. Tôi thường xuyên thích cái thể loại viễn tưởng kiểu nghĩ về bản thân đó. Cá nhân tôi, bản thân tôi đó, là tôi đã thích cái thể loại viễn tưởng nhiều hơn. Myself, bản thân tôi. For instance, fiction novel. Tại vì em thấy cái từ fiction nó đã là thể loại rồi nhá. Xong rồi novel lại là tiểu thuyết nữa. Thể loại tiểu thuyết. Viễn tưởng đâu rồi? Fiction novel đâu? Thế nào rồi? Vẫn trong cái câu đấy ạ. Science fiction novel. Tiểu thuyết khoa học viễn tưởng. Em là gì cả? Ok, a good science fiction novel có nghĩa là một cái cuốn tiểu thuyết khoa học viễn tưởng tuyệt vời. Ok. Hết rồi ạ. Ok, rồi. Mystery, thriller.
shine friction. Not okay. Take a look. You know, take a look. Lúc thì là tôi có thể nhìn vào đấy được không? Tôi có ám tụng ý ông ấy muốn nói là tôi có thể xem là bạn đang đọc cái gì không? Anh nhớ rồi, nhớ rồi. Page turner đó chính là cái việc mà mình cuộn những tờ giấy vào nhau. Page turner, turner. Turner à, hay cái gì? Turner là cuộn. Turner chỗ nào ạ? Cái gì cơ? Đâu là từ ý chỗ nào ạ? Anh hiểu hiểu cái ý nghĩa của cái từ page turner rồi. Nó như kiểu là một cái trang sách của nó cuộn vào với nhau. Ông đang hỏi của Bob là có phải là thực sự là cuốn sách đang cái trang sách đang cuộn vào với nhau không? Nhưng mà từ ra thầy đang đọc từ đấy chỗ nào xem không thấy nhờ. À đây rồi. Đấy, cái chỗ page turner một đám hỏa. Nó như kiểu là ông ấy đoán được là Bob có lồng cái cuốn gì ở bên trong. Ok. Rồi. Cho sách ở bên trong đọc chọn. Nhớ lại ngày xưa đọc là chuyện. Nhớ lại ngày xưa đọc chuyện là gì nhỉ? Đọc chuyện tranh hay cho trong đấy. Chuyện tranh thì ấn tượng nhất phải là cái gì nhỉ? Chuyện gì thám tử gì nhỉ? À, Conan. Thầy có đọc chuyện đấy không? Có đọc Conan. Em đọc xong mà rồi em cứ bị hoang tưởng thế này. Em cứ hình dung ra các tình tiết ở trong câu chuyện xong rồi. Ôi kiểu xong rồi đêm ngủ không dám ngủ, kiểu cứ kiểu bị quấn vào như kiểu mình cũng trải nghiệm trong cái câu chuyện đấy. Chuyện mà lúc không hình dung được nó gây án kiểu gì. Chẳng lúc nó mình không tưởng tượng được là tại sao những cái đơn giản nó mà nó không gây án được. Ok rồi. Xin nhận cái chiếc đó, nay cài lại cái máy này bị lag. Không mở được cơ, chết rồi. Mà cái máy này nó đang còn đang update nữa. Rồi. In the next part, I will ask you some questions about video. Okay. Yes. Nào, em sẽ không nhìn câu hỏi được nhá. Em sẽ học câu hỏi trước hết. Now, who is having dining alone? Who is having who is having dinner alone? Bob is having dining alone. Bob is having dinner alone. Okay. The reason why he has to have dinner by himself. The reason why he had to have dinner by himself. Because Murray and Paul went to get the newspaper. Mm-hmm. Murray and Paul went to get newspaper. Okay. What did Mr. Evan want from Bob? Yes. Mr. Evan want to sit down. Want to join Bob? Mm-hmm. Yes, Miss Steven want to join with Bob. Mm-hmm. Join with Bob. Mm-hmm. Bob. Okay. And what was Bob doing at that time? Yes, at the time, Bob was reading a book. Mm-hmm. Bob was reading a book. And what is Mr. Evan's opinion about that book? Mr. Evan's opinion about that book, he think that book is very difficult. Mm-hmm. Very difficult. Okay.
Anything else? Okay, he's very impressed, and I thought it is a very difficult book. Okay. What did Bob talk about that book? Yes, he says it's a pretty easy read. Mm-hmm. It's pretty easy to read. Okay. And you got another to add on. Okay. Mr. Evan wants to borrow Bob's book, doesn't he? Yes, Mr. Evan wants to borrow Bob's book. Mm-hmm. Bob's book, okay. Right. What kind of book Mr. Evan prefer to read? Mr. Evan prefer to read science fiction books. Okay. Yes. All right, here we are. Mm-hmm. Science fiction book and? Không thích đọc thì gì hơn nhất à? Okay. Fiction. Yeah, he prefer fiction. Fiction book, fiction novel. Okay. And what is Bob? What is the book that Bob reading about? Bob was reading a comic book. Mm-hmm. Bob is reading about comic book. Mm-hmm. Yes. Okay, good. Comic books. All right. Right. Okay, at the end of the video, Bob said, "Sure, hate when I read comics." Okay, that's why he hide the comic in the book, in the novel. He pretend that he's reading the comic up, reading the science fiction book, but in fact, he's reading comic book. Mm-hmm. Yes. Okay. Đấy gọi là gì nhỉ? Giả trí thức. Giả trí thức. Cái gì nhỉ? Nó gần gì? Được. Thể hiện là cho người ta cứ kiểu bị sợ ấy thầy, cứ tưởng là ui thằng này nó giỏi lắm nhưng mà thực ra là chẳng có gì. Cầm cái quyển sách kia ông kia bảo là khó đọc lắm, thế mà mày dám đọc cả buổi trưa. Mắc màng nó sợ người ta biết là nó đang đọc truyện tranh, là lớn đầu là truyện tranh. Tin được rồi nào. Mm-hmm. Okay, in the next part I will ask some question about you. Okay. Do you like reading books? No, I don't like reading books. Yes. Why? Why you don't like reading books? As I like books, but I like to listen book. Audio book. Yes. Yes. You mean you like to listen audiobook? Yes. Em thấy em muốn nghe là em muốn nghe sách nói đúng không? Vâng, sách nói. Không thích đọc. You are so lazy in reading books. thực ra không phải là em lazy mà là đọc bị nhức mắt đi thầy, mắt em kém. Là em đọc một lúc là mắt em chảy nước mắt, không đọc được sách nhiều. Mua sách là phải đọc mà mình chảy nước mắt á.
đọc nói chung là mắt em kém lắm, đọc sách là nó cũng kiểu đọc xong rồi người nó không được kiểu thoải, kiểu tóm lại là em không thấy gọi là thế nào, nhưng kiểu đọc xong rồi người nó cũng không được kiểu khỏe khỏe. Okay. Nên là thành ra những cái nội dung ở trong sách mình đọc xong mình cũng không ngấm được mấy. Rồi. Khi đọc. Yeah, vậy là em học nhiều bằng nghe đúng không? Okay. Just like me. I learned through the ear, not the eyes, because my eye is not good too. So I prefer learn with my ears, not my eyes. Mình thích học bằng cách nghe nhiều hơn là học bằng cách đọc đó. Nghe và lắng. Thì đọc như khi mình cũng được kỹ năng đọc mình cũng thích lắm. Mình thích nghe. Kỹ năng nghe. Ok. Học bằng cách nghe. Rồi. Ok. If you can, you told me that you like to listen audiobook. What kind of book do you like to listen? Ủa lâu lắm rồi em không đọc sách rồi. Hôm qua mới khoe là em đọc một cuốn gì khá là hay xong. À không, cái sách đấy là sách phải học, bởi vì nó là làm trong chương trình công việc của bọn em. Nó sách để tiếp với học sinh mà bị khiếm thị rồi. Thì đấy cũng là sách chính. Là phải học chứ không phải là mình tự nhiên mình đọc. Chứ còn em cũng chẳng rảnh để em đọc cái quyển đấy đâu, rồi ơi nó dày lắm. Còn sách bình thường nếu mà để mà em thích đọc thì em thích đọc loại gì ta? Chắc là mấy loại tiểu thuyết thì ạ? Ngày xưa sinh viên thì hay đọc tiểu thuyết. Tiểu thuyết gì? Tình cảm hay gì? Tình cảm. Trời ơi, em thức cả đêm, em chưa bao giờ em thức xuyên đêm để em đọc một quyển sách nào. Mà đến lúc mà em đọc cái quyển sách của một cái tác giả người Trung Quốc mà em thức xuyên cả một đêm để em đọc. Trời đất. Tiểu thuyết tình cảm sướt mướt. Không phải là thuộc dạng sướt mướt, nó có nhiều triết lý ở trong đấy mà. Nghĩa là em là một đứa rất là lười đọc sách. Em chỉ đọc được một lúc mà em nhức mắt, mà đợt đấy em bị cuốn hút quá và em đọc. Trời ơi, em đi ngủ em không yên tâm, em phải làm thế nào, em phải bằng mọi giá em phải đọc từ cái nội dung em kết thúc nó như thế nào thì em ngủ được. Kiểu như là em sợ thật ý, cái quyển sách đấy. Thì là đọc xong thì cảm nhận sao? Khá là hay đúng không? Hay. Bây giờ bà em kể lại, em có kể được. Em chỉ nhớ những cái chính thôi, nhưng em chỉ nhớ cái cảm giác của cái câu chuyện đấy thôi, tại vì em đọc lâu lắm rồi. Ok, yes. How often do you borrow book from the libraries? Cái gì ạ? How often do you borrow book from the libraries? How often? Borrow book. Mượn đi ạ? No. Em thường đi mua. 4 năm sinh viên chẳng lên thư viện để mượn cuốn sách nào đâu thầy ạ. Em đâu phải dòng người mà. Có lần làm khóa luận tốt nghiệp thì bắt buộc phải lên mượn mấy cái khóa luận của các khóa trước để đọc, để xem mẫu thôi. Chứ còn... Yes. That's the same me. Okay. Me too. I never borrow book from the libraries. Okay. I just buy the book on the internet and search the book. Okay. Just like this, and order online and read book when I have free time. Okay. Yeah. Không gì nhỉ? Không chia sẻ gì về sách nữa không? Thể loại mà em thích đọc, thích nghe là gì? Tiểu thuyết là gì hay là thích nghe về triết lý? À đấy là ngày xưa thì em cái thời đấy mà kiểu nói chung là chưa có kiến thức về xã hội nhiều ấy, mình chưa đi làm, mình chưa có trải nghiệm ấy, thì thích nghe mấy thể loại đấy. Còn nếu mà bây giờ mà em có thời gian để em nghe thì em thích, nói chung là em sẽ xem phim văn hóa của bên nước Mỹ ấy. Nói chung về bên
lúc bên châu Âu ấy, em sẽ xem tất cả các thể loại, kể cả kinh dị các thứ, em thấy văn hóa người ta hay. Mấy cả về bên lĩnh vực nó gọi là cái gì nhỉ? Công tác xã hội. Bên lĩnh vực kiểu như là social communication, các thứ mà kiểu về bên như kiểu bên phi chính phủ người ta hay làm ấy. Kiểu các đây đấy, kiểu người ta hay làm. Chúng em thấy mấy cái đấy hay mà bây giờ thỉnh thoảng, thực ra không phải thỉnh thoảng mà mỗi một tuần em sẽ nghe một cái bên cái đấy, hay nghe ở trên cái TED Talk ấy thầy. À, TED Talk khá là hay, tổ chức cũng hay đấy. Tổ chức giáo dục hay đấy. Nói, người ta nói về nhiều cái những câu chuyện ngắn ngắn nhưng mà nó có ý nghĩa, kiểu về bên những cái lĩnh vực như kiểu giáo dục, khoa học, hoặc là xóa đói, giảm nghèo, hoặc là những cái mà nó liên quan đến kiểu gọi là cái gì ta. Em chẳng biết nhưng mà em xem những cái đấy em thích xem. Hay đấy. Mấy cái quan em không hay mà ai có thể thắng nghe, hoặc là mấy cái người ta nói về phân biệt chủng tộc, hoặc là nói về, nói chung là nói về những cái mà tư tưởng về con người, như kiểu em đang xem một cái kiểu người ta nghĩ về những cái người châu Âu rồi, à những người châu Phi, là những cái người mà tóm lại là em không biết diễn tả kiểu như dạng bị phân biệt đi thầy. Đấy, kiểu như thế. Đấy, TED Talk khá là hay, nó nhiều chương trình mới lắm. Tình cảm chị khó nghe cái đấy cũng vừa học được nhiều thứ mà tiếng Anh được luôn. Tuy là nó nói hơi nhanh nhưng mà dần dần cũng nghe được. À không, em thì em phải xem bài nào mà có sắp tiếng Anh ở cùng với cả cái video đấy thì em mới xem được. Còn nếu mà để nghe trơn người ta nói thì em không nghe được. Câu từng câu một, kiểu người ta nói cái từ đấy phát âm như nào trong cái bài đấy, xong mình nghe mình ngấm dần, lần sau mình gặp vào những cái tình huống khác, video khác thì mình có cái âm đấy ở trong đầu rồi thì mình dễ mình bắt hơn. Ừ, ok, tốt. Tiếp tục nghe về cái TED Talk là một cái kênh để em học người ta tốt. Dần dần cái đấy em nghe nhiều chứ ha, chứ em có cái bốn từ nó rộng hơn. Ok, rồi. Okay, I think it's enough for today. Thank you for your time. Đọc chém gió. Okay, rồi. Thank you for your time and see you on next week. Okay, have a nice weekend. Goodbye. Goodbye, thầy. Okay, that was enough, right? Yes. Tắt ngay thì để đi không được chứ. I'm sorry because I can't stop here. Anh thoát đi. Hả? À, em thoát à? Gọi là em toàn thấy thầy thoát. Nhưng mà nó này nó bị lag quá. Mình đây.